Hai xin chào bạn, hôm nay Taro giới thiệu game Tâm Kế Chiều Đường. Các bạn nhớ like ủng hộ cho Taro, xin cảm ơn. Đây kiểu thành lại kiểu Bạn có hiểu về loại game cùng đấu sát không? chưa. Trong game tận chia làm hai phe, nội gián và trung thần. Sau đây sẽ dạy bạn trở thành một nội gián xuất sắc. Là nội gián, loại tất cả trung thần sẽ thắng. Nhấn giữ thanh lắc, khống chế nhân vật di chuyển đến khu vực mục tiêu. Đậu. Hai. Nhấp ở đây, tiến hành. Làm tốt lắm. Sử dụng kỹ năng tàn. Sau khi tàn hình, bọn họ sẽ không thể nhìn thấy bạn. Yên tâm rời khỏi hiện trường. Kỹ năng cẩm nang có thể là thủ đoạn độc quyền của nội gián. Thử đi dùng nó xem. Sau khi rớt xuống nước, nếu không có ai cứu thì sẽ bị loại. Làm tốt lắm. Người khác phát hiện có người bị loại thì sẽ triệu tập họp, thảo luận và bỏ phiếu nội gián. Giải thích cho mình để gỡ bỏ nghi ngờ và thử giá họa cho người khác. Làm tốt lắm. Bây giờ số 3 trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Bỏ phiếu cho hắn thoát trận. Bỏ phiếu ở đâu? Nội gián là cách để giành chiến thắng. Chúng ta đến học làm nhiệm vụ trước đã. Làm tốt lắm. Nhìn xem, có người cũng đến làm nhiệm vụ. Số 1 làm nhiệm vụ sẽ tăng tiến độ, chắc là trung thần. Số 3 không làm nhiệm vụ mà chạy đi khắp nơi. Hơi khả nghi. Đi theo xem sao. Nhìn xem, có người ngã rồi. Mau báo cáo. Mau nói cho mọi người biết thông tin bạn nhìn thấy. Xong rồi. Dạ cả. Mở ra hành trình cung đấu kịch tính và kích thích năng. Bệnh đa nghi, không thuốc nào chữa được. Cái này online.
Nhìn đi à? Nghe góc rồi. Không biết, tôi đang làm nhiệm vụ ở thượng thư phòng, làm được một nửa thì bị gián đoạn. Tôi cũng đang làm nhiệm vụ, tôi đang ở ngự hoa viên, chắc chắn không phải là tôi. Không có manh mối thì làm nhiệm vụ đi, chắc chắn một chút, đừng bỏ phiếu lung tung. Ừ, bỏ phiếu chống làm nhiệm vụ đi, lại phải chạy thượng thư phòng một chuyến nữa. Ra đi nhé. Ra đi nhé. Đẹp hiểu rồi. Thank you.
muốn thử kim của ta có sắc hay không. Trên đường làm nhiệm vụ có thấy số 2 đang chạy nhiệm vụ, chắc là trung thần. Chơi chắc nhé, cũng có thể là loại dàn đóng giả. Thời buổi này loại dàn diễn sâu lắm. Không có manh mối thì không được tùy tiện nghi oan người khác. Tôi vẫn luôn chạy nhiệm vụ. Được rồi, tạm thời không có manh mối gì, hay là bỏ phiếu trống vậy? Mau làm nhiệm vụ, xuất hiện nghi phạm rồi tính sau. Được rồi, vậy tôi bỏ phiếu trống. Cho tôi đi.
Thoát khỏi phòng rồi. Đây là hai trò mà mình chắc chắn các bạn phải rủ cả lớp rồi chứ. Trời. Rồi còn online. Thank you.
Chèo vậy, chèo vỡ nha. Trên cũng hết các bạn nhớ like, ủng hộ cho Tam luôn, xin cảm ơn.